lại về một con trầm điện dòng cao cấp anh em nhá. Đây là dòng cao cấp, nhấn mạnh anh em điều đó. Bát 20 nhưng nó đánh cực hay luôn. Rất nhiều lần cửa hàng chia sẻ anh em là khi anh em chơi trầm thì nó chỉ cần thêm tiếng bát chứ nó không phải là loa chính. Nên nhiều bác không cần phải mua trầm quá to làm gì. Mua trầm quá to nếu mà hàng xịn thì nó khá là đắt tiền vì nó kênh giá. Các bác chỉ cần mua những con trầm bát 20, 25 là các bác dùng thoải mái để nghe nhạc hoặc karaoke. Bảy biện cũng rất gọn, nặng gần 20kg anh em nhé. Điện 100V, đây là đường vào. Điện 100V. Giá con này thì cửa hàng vẫn bán như mọi khi là 4,5 triệu. Đây là nút nguồn này. Đây cắt tần này, đây là volume. Thường cắt tần này thì anh em sẽ để nó thấp, volume thì anh em vặn như này. Nút này thì nhả ra, nút nguồn thì bấm. Nói chung là hàng rất mới và đẹp anh em nhé. Dòng cao cấp của hãng thì anh em nhìn ở trên clip này thì sẽ biết được luôn. Màng keva, sợi keva, gân là gân cao su dẻo, gân xếp cao su dẻo anh em nhé. Gân xếp cao su dẻo. Dòng cao cấp này nó chơi thì hết ý luôn. Con này là 4,5 triệu. Còn có một con nó to hơn một chút, nó cũng vẫn cùng kích thước bát. Thì con này là 5 triệu anh em này. To hơn khoảng 1,3 lần về kích cỡ. Còn bát nó vẫn bát 20. Thùng to nặng hơn. Đấy. Con như này là 4,5 triệu anh em nhé.